chương trình nhiều vui vậy. Bắt gặp Tô Ngộ Không ở trên đường, sẵn là chạy vòng Đại Nam luôn, tới cổng Đại Nam mình quẹo vô. Đó bên kia là khu lịch Đại Nam đó mọi người. Trước phía trước là trường đua Đại Nam rất là hoành tráng. Trường đua Đại Nam đây nè, mình không có dịp để vô, chưa có dịp nào để vô trường đua Đại Nam. Tới chủ nhật này vô trường đua Đại Nam để tham dự cái đấy. Hình như bảo vệ không cho vô. Đây trái chạy xe máy vòng vô đây một chút không được hết chú. À vậy à, bảo vệ bắt gửi xe máy mới được vô. Thôi mình quẹo ra nha. Đại Nam này, quẹo trái thẳng bên kia là vô cổng chính Đại Nam đó. Phải ghé tay trái đây gửi xe mới được vào. Mà giờ chiều rồi chắc cũng không có gì. Này là tiện đường, trên đường về mình phát hiện một cái đoàn Tây Du Ký, thầy trò đường tăng, mình ghi lại rồi mình chạy vô Đại Nam, sẵn máy rồi mình ghi lại Đại Nam luôn cho mọi người xem. Đây là cái bãi xe của Đại Nam ha. Bãi xe của Đại Nam giữ xe xong rồi mới vô trong cổng chính Đại Nam được. Đây là cái cổng, phía đây là cái cổng phụ của Đại Nam. Cái cổng phụ Đại Nam á thì ra đường Lê Chí Dân. Còn cái cổng chính á thì cổng chính ra quốc lộ 13. Đây đường hành chính nè. Đi thẳng là qua ủy ban phường Hiệp An. Ra cái cổng phụ là đường Nguyễn Lê Chí Dân. Rẽ tay phải thì ra đường Nguyễn Chí Thanh.
Ghẻ tay trái thì ra ngã tư sau quốc lộ 13. Đây là cái cổng mới, cổng phụ thôi nha. Mình sẽ quẹo ngược lại đi theo cổng chính để mình về. Mình đi theo cổng chính, nhà mình ở gần khu lịch Đại Nam nha mọi người. Này, đi thẳng qua cổng chính. Trên có đường điện 500 kV. Đây cái hàng rào của cái trường đua Đại Nam rộng lớn ghê. Trước đây thì mấy ông trồng nhiều cái cây cọ này nè, nhưng thời gian gần đây không biết khu ở đâu cây dừa, hai bên lại trồng cây dừa thế cho cây cọ. Đây cái đường ra cổng chính. Cây dừa có sẵn ha, mua sẵn cây dừa vậy về trồng lên chứ không phải là trồng từ cái dừa con nha mọi người. Dòng rào Đại Nam rất là bình tráng. Giới thiệu về chương trình đua ngựa rồi ẩm thực du lịch, hai bên treo pano áp phích quá trời. Đường ra cũng chính hơi cong cong quẹo quẹo, đi có mấy cái rờ giảm tốc rất là lớn. Mọi người có đi trong cái khu vực này, khu vực xung quanh Đại Nam thì chú ý mấy cái rờ giảm tốc rất là lớn, nếu như mà chạy nhanh là xe máy là bị té xe liền, còn xe ô tô thì nó sốc ghê lắm nè. Đây nè, cái rờ này là rờ nhỏ thôi nha, còn qua mấy cái rờ kia còn lớn nữa. Ở bên trái tôi là cái thành Đại Nam đó mọi người. Thành Đại Nam có khách sạn Đại Nam và cái văn phòng điều hành của Đại Nam nè. Ở khách sạn rồi những cái văn phòng điều hành ở bên này. Đây. Khách sạn rồi văn phòng. Đây khách sạn Đại Nam nè. Nó dọc theo những cái thành Đại Nam á, là cái khách sạn rồi karaoke Đại Nam đó, mấy cái làm cái tường thành cao vậy á, bên trong là khách sạn đó mọi người. Rồi có karaoke Đại Nam nè. Đây là đường ra cổng chính tại quốc lộ 13. Đây hôm nay đi xe máy trên đường đi làm về, tiện quay lại cho mọi người xem. Ở trong là khu trò chơi trên cao à. Cái tường thành Đại Nam rất là hoành tráng. Thấy chưa? Trước đây trên tường thành có những cái hình nhân là lính giữ ở trên cái tường thành, nhưng mà nay đã gỡ xuống hết rồi. Đây tới cái khu vực cổng chính này mọi người. Hai bên treo rất là nhiều cái bức tranh nè.
tranh về hoạt động vui chơi giải trí tại khu lịch Đại Nam. Đây có đây xe nè, siêu xe nè, đua xe nè, hổ, công đó. Rồi tới khu vực cổng chính nè, kết thúc ra khỏi cổng chính này là tới quốc lộ 13. Có bảo vệ 6 giờ là đóng cửa nha mọi người, 6 giờ là đóng cửa đó, bảo vệ 6 giờ đóng cửa. Trước khu vực cổng chính có cái màn hình thật là lớn. Đây ra tới khu vực quốc lộ 13 rồi. Đây quốc lộ 13. Đi để trái đi thẳng lên là lên Bến Cát. Để đây phải là về Thủ Dầu Một. Và sau lưng tôi là cổng chính của khu lịch Đại Nam tại quốc lộ 13. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip.